vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo hồng nên xuống đầy yêu quạnh nên xuống đầy ngàn vì tôi là linh mục có được một nên không còn tiếng khóc, nên không còn tiếng trách, nên không biết kêu than, nên tôi rất bơ vơ, nên tôi rất dại khờ. Vì tôi là linh mục không mặc áo rộng nên xuống đầy hưu quạnh nên xuống đầy lang thang là linh có được một kim đồ không là thành thần linh mục tưởng đời là hạnh phúc nên tin vào thiếu nữ như tin vào nước chúa cầu kinh sống chưa yêu cầu kinh tôi chưa mê vẫn mong I